rồi tí về về sạc pin để còn tí còn live stream cuộc họp với em. Dạ. Ừ, live stream cuộc họp chứ. Hello. Hello anh em. Tôi đang đứng ở trong cái sườn trong khuôn viên Eco Techno Park. Hôm nay là thời tiết nắng là đẹp. Đấy, ngày làm việc bình thường thì những con tàu này nó sẽ được chạy, test thử được chạy. Đó. Thì tôi sẽ livestream để cho anh chị em xem những con tàu, lát nữa những con tàu nó chạy nhá. Đấy, trong cái công viên này rất là rộng anh chị em. Đấy, hôm nay nắng rất là đẹp. Trời như lên Đồng Công. Đó. Chào tất cả anh chị em nhá. Nắng ấm, đúng rồi, hôm nay được ngày nắng đẹp quá em ạ. Đấy, mọi người đứng ở đây mọi người sẽ được nhìn thấy những cái con tàu này. Hôm nay có 3 con chạy luôn. Đấy, nhìn đường ray rất là đẹp đúng không? Đấy, chúng tôi không được vào trong bởi vì phải có tổ chức. Hello anh Phương. Hello Bình. Bình có lên livestream tí không Bình? Anh Phương lên livestream không? Thêm nhờ ông. Thêm nhờ ông. Đấy. Đúng rồi, ngồi này nắng đẹp lắm. Việt Cường có lên không nè? Đó. Nguyễn... Hello. Hello anh Phương. Khoa đang đâu? Khoa đang đâu? Rastabuchia. Hello anh em, đây công viên này tí nữa anh em sẽ được live xem trực tiếp là khi con tàu nó chạy. Chiều nay tàu có chạy tiếp không đấy? Không, chiều nay có chạy không? Hôm chiều nay thì bọn em làm việc với hội thảo với lại ngài chủ tịch online một chút. Mai bắt đầu đoàn. À. Việt Cường muốn tham gia. Ok. Mấy... Thêm. Vào lên lên đi anh Cường. Đây. Đấy. Lát nữa tàu nó chạy nhá. Anh em nhá. Ok, đấy anh em nhìn đi, nhìn con tàu chạy đi. Ra một cam đổi cam cho xem. Đó, anh em thấy chưa? Đấy. Đấy, nhìn xa xa. Đấy. Anh Vương thấy chưa? Đấy, thấy rồi, nó xa xa ở đây, nó đang đi ra qua đấy, cái ga đấy, chỗ cái ga đấy. Em lên với anh, lên đi. Xin chào nha. Lên cho Bình lên đi. Đấy. Có một cái loại hình đường mà cái tàu nó chạy sát sát mặt đất đấy, là nếu mà nâng cao lên, là nếu mà làm ở cái khu chật hẹp là ngon đấy nhờ, thế nhờ. Không phải, cái đấy là hồi xưa ta làm thế để người ta tiết kiệm cái cột thôi mà anh. Ừ, biết rồi, nhưng ý là cái loại đấy mà lấy ý dựa cái sang là sửa sang bên mình mà làm theo cái loại hình đấy, cái loại đấy, cái cột đấy là rất chi là dễ làm ở phố hẹp đúng không? Đẹp trai. Hello Bình, đẹp trai gần bằng anh. Con đi Vin nó chạy nhỏ xíu kìa. Các bác à? Đấy, anh em à. Trời ơi. Sang đây nhìn đẹp lắm, hôm nay nắng đẹp, nhìn đẹp lắm nè. Thì con đi bớt này, nó chạy này. Đi bớt này, đấy, ở chỗ nhà ga. Đấy nhỉ. Đang có cái mới sao ấy chứ. Đấy, đây, nó chạy nhỏ lắm. Nhưng mà nhỏ lắm, bởi vì là cái màn hình nó... bốn ông lên, ba ông lên cái màn hình, nó nhìn trong cái màn hình nó còn nhỏ, hiểu chưa? Đúng không? Nó lại chia bốn rồi, kích thước giảm bốn lần rồi. Hả? Để em ra kích thước cái tàu nó giảm bốn lần rồi. Để em phát like cho cả nhà xem nhá, cho to nhá. Chúc đấy. Các anh để em phát like cho cả nhà xem cho to nhá. Đấy, các em ngồi đây. Đấy. Động lắm, sang đây ở thích lắm, sinh thái lắm. Bao giờ đoàn về anh? Bao giờ đoàn về em ơi, anh vừa nhận được vé. Bởi vì mua vé nó khó. Giờ này chủ tịch không về anh? Chủ tịch bận ở bên ngoài em, bởi vì nhiều những cái đấu thầu, những dự án lớn, cực lớn luôn. Dự án lớn thì nó phải rơi vào hàng trăm km, mà cực lớn, rất lớn thì nó phải rơi hàng nghìn km. Wow. Bắt đầu là cuối năm là đi bắt đầu công khai
cuối năm bắt đầu là khởi công những dự án ấy, thì chứng tỏ là nhiều cái thiết kế đã gần như là xong rồi, nhiều cái tuyến đường đã thiết kế gần như là xong rồi. Ok, chào chị Có Thanh một lần, Ý, chào Phúc, chào Giang Lô, chào Phan Nguyễn, chào Hà Vân, chào Hoàng Linh, các chào anh đi được giá trị quá anh ạ. Ở nhà bọn Tín, em chia sẻ Vân thông Hoàng. tin các cổ đông. Anh đang lên nhóm số 1 đấy, em chia sẻ ra vào cái nhóm tài liệu anh cái để cho mọi người mà lấy đấy, lấy dữ liệu cho anh Phương, anh lấy dữ liệu Nhung, lấy dữ liệu, Bạn không có thời gian chia sẻ mỗi lên nhóm đấy. Rồi, Hôm qua vào người ta tiếp đón lắm, tổng giám đốc người tiếp đón lắm, còn xin cả còn viết mail lên cả lãnh sự quán Nga để xin gia hạn cái visa Nga cho tất cả mọi người cơ mà. Đấy, bà biết mà, bà rất là trân trọng những cái đối tác, những cái cổ đông của Việt Nam đã tài trợ vốn bao nhiêu năm nay, xem chưa? Đúng nhỉ? Đúng Thấy rồi, cái tòa nhà văn phòng hoành tráng nha anh nhỉ? tòa nhà to lắm, nó rơi vào 12 9 tầng, nó vào khoảng 12 nghìn mét vuông đấy, nó nhiều phòng ban thiết kế lắm, toàn chuyên gia giỏi ở đấy, họ nói chuyện, họ hướng dẫn hết tất cả, họ giải thích hết. Còn này mình như thế thì chỉ tạo điều kiện cho chúng nó đi buôn cho nên. Đấy. Ở khu khu ở khu khu thiết thiết kế có thấy cái mẫu tàu hai thân không em? Ở khu ở trong xưởng có, ở trong xưởng thôi anh ạ, nhưng không cho chụp ảnh gì đâu, nó như cái hình ảnh Nhưng mà ý là có thấy 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 cái mẫu 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 tàu hai thân không? hai đầu á, hai đầu hạng nặng á, Tàu hai hai thân đi, tàu hai thân đi. Anh Phương hỏi cái tàu 500 km/h ấy, đúng không ạ? Kép gì anh? Tàu hai thân đấy. Thật. Đúng rồi, tàu 500 km là mà ghép hai cái vào làm một ấy. Gì được bớt đôi gì? Không, nó là cái con tàu mà tàu cao tốc mà thấy bảo là hôm trước nói là có cả nhà vệ sinh đấy. Không biết là đã thiết kế cái đấy Chưa chưa? chưa 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 nhìn thấy ở trong xưởng. Hôm qua không gọi thì nhìn thấy mấy con nhìn lạ lắm, có cả con nhìn lạ, nó cái khung nó lạ lắm. Là gì dân đi, em mai bắt đầu em có vé, em về có vé về bay, bắt đầu về rồi. Có khi các cái cấu cấu hình, các cái hình dáng khác nhau, có khi là họ theo đơn đặt hàng ấy, đúng không? Đấy, cái khung gầm thì có thể là vẫn như thế, nhưng mà máy móc vẫn thế, nhưng mà có thể cái hình dáng có thể do đơn đặt hàng ấy. Nhiều phiên bản mà, thứ hai là đấy cái con mà 25 chỗ mà con nhìn cái nó vát vát đấy, hai đầu ấy. Con nhìn Con đang rất nằm xanh đấy, thế gì? đúng rồi, con đang nằm đấy, có con mới nhất đấy, 25 chỗ ấy. Là ít nữa là đưa sang Hello. đấy, ít nữa là đưa sang đấy, tầm tháng 11 là gần như là nó sang đến nơi đấy, tháng 11 ấy. Sang để lắp vào Anh cái thấy tuyến đường, là dây nó đang đường lắp, thứ hai cái dây nó đang lắp xong ấy, ở vận cái tải tuyến nhẹ này có cái thông đấy tin cái tuyến này có cái thông tin mùng 7 tháng 11 mà thương mại ở Dubai là như nào nhỉ anh nhỉ? Cái thông tin đó thì em chưa rõ lắm. mùng 7 tháng 11 thương mại ấy. Và Hình thấy anh như em nó đang mang sang đấy, mang sang đấy có nghĩa là mang cái à tàu sang đấy vào chạy sao ấy, là lắp mang đấy. tàu sang Đúng chạy lên rồi, ở cái đường xa lào ở bên ở đường ấy, ở đường Sara đấy, bởi vì ông à nói rồi là rồi tháng 11 mùa thu mà, thì anh nghĩ là nó là tháng 11, còn khởi công thì họ chưa nói những cái nhiều những cái thông tin, những cái thông tin về khởi công họ chỉ nói thế thôi, bà tổng giám đốc bà nói trực tiếp mà. Nói chung chất lắm, ngồi cả vào phòng để Lần này anh chụp ảnh. Zoom nhá, anh nhá, anh Zoom cung cấp thông tin cho anh chị em nhá. Để cho nốt lại đó. Nói chung Để anh nghỉ ngơi trong anh Zoom nhá. Ở nhà anh chị em chỉ ăn mới chia sẻ thông tin hóng mất giờ rồi. chia sẻ đi, giờ ngại cái gì, trời tầm nay rồi. Chào Phạm, nhé, chào em Trang, Đinh Tuấn, Hồng Sâm, Đợt tất này cả các mọi anh người. sang đoàn cùng với đoàn là những cái thông tin giá trị quá. À, thông tin giá Nhiều trị nhiều hình mà ảnh. nhiều thông tin mà, bên đây là công ty mẹ là nằm ở đây đấy, tòa nhà văn phòng to vật vã ta, nữa nó còn chuyển, nó không thể đủ hết được cái nhu cầu về sau làm nhiều lắm. Một tuyến đường thiết kế nó cần nhiều kỹ sư, nó cả bộ phận kiến trúc này, bộ phận kiến trúc là làm những cái nhà ga đấy các thứ đấy, bộ phận kết cấu đường dây, còn bộ phận nữa là bộ phận tàu. À, trong cái bộ cái tàu đó lại còn rất nhiều nữa, ví dụ như thân vỏ tàu đúng không, rồi thì công nghệ
tháng 3 ở Sarai mới đi em chứ không phải tháng 1. Em nghĩ là gặp Anh được chủ Tuấn, tịch chưa tuyến. À, chủ tịch anh vẫn ở Tuấn đang tôi có bạn bên đó định khuyến định ký Nguyễn nhé. Tháng 3 thì chạy hoàn thiện nhưng mà em nghĩ là tháng 11 họ mang sang ấy. Tháng 11 mang con tàu ấy sang ấy. À, em còn chạy ở xưa thì em không rõ lắm chị Jenny ạ. Ok Phạm Út. Xin chào chị Trang Triệu. À, đấy. Đây. Cho mọi người anh xem nha. đấy, phía sau đây là con tàu đó. Đấy, tàu chạy thử liên tục thì đi bộ một đoạn lên đây mà đang ở dưới kia Mình có được đi đúng thử con Unibus Tiến. em đi được đi một con đấy nọ đi con cái con mà em cần sờ tay vào đây mọi người đi con đấy hồi đi lượt thôi đông người tổ chức nó khó đi con nên cho mọi người thể hiện ơn ơn đấy. Đấy. Đây là quanh cái khu vực này là đây là cái tuyến đường Uli Lai này, cái tuyến đường này là cái tuyến đường dành cho hồ câu cá chạy tít từ đằng cổng đằng dưới kia này, đằng cổng phía tây này nó dài lắm, cái tuyến đường này nó cũng phải đâu đôi cây gì đó nó chạy tiếp trong xung quanh cái hồ để đưa người đi câu cá. Đấy cái này mà ở Việt Nam mà làm du lịch thì ngon nhỉ. Cái này là Cái này dành cho du cái lịch đơn giản, cái rẻ nhất. Đấy, đơn giản cho nhất mà rẻ nhất. Cái mẫu tàu nó hôm qua vào mà nhìn nhìn nó rất gọn nhẹ nhá, không không kiểu như cáp treo đâu. Đúng rồi, trông nó an toàn hơn nhỉ, vâng, trông nó chắc chắn nhẹ an toàn lắm, nó chạy trên này nó nhìn nó đơn giản lắm, cái mà tàu chạy của nhanh nó như rất là đơn giản. Đây đang làm này. Đây nó cũng gọi là tí là dây đến thương mại đầu tiên em xin phép toa chưa anh ý nhá, các anh ngồi trò ok chuyện nhá em, ok cảm ơn anh nhá. ok. Đấy. Đây là cái khu này là cái khu mà sinh thái, khu hồ câu các thứ này. Đấy. Rộng lắm mà đây bây giờ rộng lắm mà đẹp lắm anh em. Quy tụ nhiều lắm, quy tụ nhiều những cái Tuyển ơi sau đấy. sau này các cái top là phải tính toán là phải xây dựng làng Skyway ở Việt Nam đi. Đúng rồi. Đấy. Tính toán xây dựng tàu nó phải thế Skyway Việt này, Nam. đây tàu đang đi này, nó phải thế này nó mới Mang mô hình này về đấy, nó phải sinh thái, nó phải không có một tí bụi đâu cả, mà nó nhiều cây hồ các thứ rộng, cái gì sạch, ở đây trồng hoa quả cây trái là tận trong cái khu nông trại tự trồng hết, ví dụ như rau ở đây này, đây cũng trồng rau hay sao này, đấy, ở bên xa xa kia là cái vườn táo mà ghi danh ở nhà người tôi hôm nọ em live stream đấy, xài chữ chít luôn, cái đường bên kia, khu này 36 hectare mà. Sau này lập lập một cái làng Skyway tuyến ạ. Không đau nó không đau thôi. Làng Skyway à? Tuyến này lập một đang cái có làng cái đang có cái móng vừa của cái đường vừa dây làm du lịch hả? Cái gì anh? Và đang có cái dây đang có cái móng của cái đường dây mới sao anh? Đâu cái đường này là đường hạng nặng làm từ 2019 rồi nhưng mà mình đang tập trung làm ở bên UAE ấy, nên là cái này mình đang 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 gọi là chỉ dựng lên đây thôi để ít nữa làm, để ít nữa vẫn chứng nhận ở đây cái hạng nặng ấy, thì hiện tại bây giờ nó cần thiết ở UAE, nó cần thiết hơn và tập trung vào đó thương mại ở đó chưa đây ít đấy, anh em có nhìn thấy là con nó đang ấy kìa, nó đang di chuyển kìa, tàu nó đang di chuyển rồi, xem chạy tiếp luôn. Đấy, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Hai con nó đang gặp nhau rồi. Đấy, anh Cường nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Hả? Đây đâu không thấy. À, cái hai con một con đi bên dưới đấy, con đi bên dưới đấy. Đấy, đấy, con đi bên dưới đấy. Đó. Đấy, là đến cái chỗ nhà ga kéo xéo đây. Đúng không? Rồi rồi, thấy rồi. Nét thế này mà. Một con đi dưới, một con đi trên à? Không, nó hai đường khác nhau, đường cao, đường thấp. Cái con mà đấy đừng thấp thấp đâu, nói em tí chạm tay vào đây. Hôm đầu tiên ấy, nhưng hôm đấy trời nó không thời tiết không được đẹp, không được đẹp như thế này em mới tâm vào. Hôm nay về trời nắng đẹp đấy nhỉ, đúng rồi trời nắng đẹp và quy đó cái trời kia. Tầm này là mấy giờ Tuyến? Trên 4 giờ, tầm này là 2 rưỡi, à 1 rưỡi, 1 giờ 37 ở bên này, bên mình là 5 giờ 37 à, chiều rồi đúng không? Đi làm về rồi đó, hết giờ làm việc ấy, 5 rưỡi ở bên này, 5 rưỡi bên này, 1 giờ 37, 1 giờ 40 chiều, đâu giờ chiều 13 giờ mờ quá đúng không,
mờ là nó xa thôi em ạ. Nắng này, cái cam sau của anh nó cực kỳ nét luôn em ạ. Anh màn hình nó nhỏ đấy mọi người, khó gì đấy. Chưa được một tuần. Thế nó bị giật nên là mà nó hơi nhẹ. Mạng bên này nó 3G nó hơi kém. Đúng rồi, do là tốt rồi. Do cái đường truyền ấy. Tối nay là mạng bên này đắt hơn ở Việt Nam mà Tuyến. Đã. Mạng bên này giá cước internet đắt hơn ở Việt Nam à? Bên này nó không nâng cấp những cái hệ thống đường truyền này. Như mình ấy, phổ biến nó chỉ có 3G thôi. Sim bình thường nó chỉ có 3G thôi, không có chưa chạy 4G. Thì tính ra Việt Nam mình hiện đại hơn về cái mạng này à? Đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Việt Nam công nghệ cũng mạnh mà, nó mạng mà di động thông tin liên lạc là mạnh mà, internet thứ mạnh mà. Mà lại rẻ hơn đấy, tính ra là rẻ hơn đấy nhỉ? Không thì không ở đây mà. Đây, nói chung là giá năm nay ký rất nhiều dự án mà lúc em nói trên Zoom như nào thì nó đúng là như thế. Bởi vì không có chuyện 10 hợp đồng đâu, trên 10 hợp đồng rất là nhiều. Hôm qua bà ấy đã bảo ký được thêm năm nay được 11 cái nữa rồi, thì cộng với 4 cái năm ngoái là 15 cái. Làm có mà chục năm, 7 năm nó chả hết việc. Nhờ thông tin tích cực lắm. À, Tuyến có nhìn thấy cái hàng rào thông minh không? Đã nhìn thấy chưa? Đây, cái hàng rào trước mắt anh đấy. Trước mặt này đang đứng cách hàng rào. Đây, hàng rào này. Rào bên kia. Ta biết có thông minh không chứ. Đấy, hàng rào ấy. Đấy, tàu ấy. Thế là các anh em tự tin lên mà đầu tư mà gom cổ phần vào. Cái lúc nó như này, nó như như cái thời điểm này mọi người có cái tận dụng cái phiếu 100 cái phiếu đấy mà gom cổ phần vào. Tầm sang năm bắt đầu khi nó ra thị trường ào ạt, nó ứng được công ty họ ứng được nhiều tiền về là lúc đấy là chiết khấu nó giảm rất nhanh và thậm chí người ta còn đóng, nó còn người ta còn đóng lại cái cổ phần lại, đóng lại gọi vốn đấy. Còn cái cao tốc thì vẫn có thể là họ xin được đất rồi đấy, xin được đất ở bên là rút rồi đấy. Đấy, nhưng mà chưa tập trung rồi, để sang ra 10 năm bắt đầu triển khai cao tốc ấy. Đấy thì họ ứng được nhiều con tiền là con... họ không cần gọi vốn nữa đâu. Hiện tại giờ vốn chủ yếu là dùng cho cái dự án thương mại UAE thôi. Nó là thời điểm đầu của dự án thương mại mà nó vẫn cần rất nhiều vốn mà. Nó giờ ứng được nhiều tiền về cơ. Đấy. Tuần trước đấy anh em đang đứng đẹp đi ăn cơm. Hôm nay con tàu nó đang chạy đấy, nắng đẹp, thế là mọi người ra đứng ra đây tí, mấy anh em đứng đây. Con đấy là con Unibuy à? Unibird. Và con Uniwin nó nhỏ nó chạy cái khung này. Uniwin chứ, Uniwin. Uniwin nó nhỏ nó cũng chạy. Ba con nó chạy. Hôm nào gần như là nó chạy hết, chạy suốt. Trừ thứ bảy chủ nhật thôi, không có nhân viên vận hành ấy. Nhân viên USD phải vận hành ở đây mà. Những cái video còn nhân viên em nhân viên ở văn phòng USD nó quay video hơn 9 phút mọi người chạy thử tàu ấy. Hôm em đứng em quay cho mọi người, anh em bảo cái bạn ấy quay cho mà. Anh ấy... có một đoạn là nét em lên không miễn tức là cái tàu này của mình là chắc là có thể, ví dụ có thể có ngày nghỉ thôi, chứ còn không là vẫn sẽ cho vận hành để chạy tiếp đúng không, cứ chạy liên tục đúng không? Liên tục thì nó mới tìm ra lỗi, nó mới tính được cái thời gian nó chạy, nó vận hành chạy thực tế là bao nhiêu anh hiểu, nó phát sinh cái lỗi gì không đấy, tiếp tục hiệu chỉnh đấy, tiếp tục hiệu chỉnh đấy, nó ra thị trường nó phiên bản nó mới hoàn hảo được, không lúc ra lỗi ông nào ngồi về ông xử lý bao giờ. Thế nó có thời gian càng bây giờ càng... đây hãng xe ô tô còn sản xuất xong còn triệu hồi thôi đúng không? Thì mình càng làm chuẩn cái gì thì từ đầu thì mình về sau mình càng đỡ thiệt hại thôi theo hệ thống thôi, có nghĩa là ra cái phiên bản thị trường phải là cái sản phẩm mà hoàn hảo nhất đấy, nó không những đủ chứng nhận nhưng nó phải là hoàn hảo nhất. Nhà ông chứng nhận xong có thể, khi ông lúc chứng nhận nó vẫn có thể sai sót chuyện bình thường
nhưng ông phải có cái thời gian thực tế, nó chạy thực tế, nó tính được cái độ bền của nó tính được là chạy khoảng là bao nhiêu nghìn km, nó có mắc lỗi gì không đấy, kiểu như thế. Thì hôm qua em vào, ông giám đốc trong cái nhà máy đấy, ông cũng nói chuyện thế mà. Ông bảo thế, em đã thấy mấy cái con từ năm 2018 họ đã triệu hồi về. Đấy. Ok, em tính là tầm 2023 thì nó lại rõ ràng lắm, 2022 sắp xong rồi. Thì gần một năm nữa thôi. Anh nhìn vô là mọi thứ nó rõ ràng nhiều lắm, dự án khởi công nó bắt đầu, nó có những cái dự án công bố khởi công rồi. Đấy, có rồi, có những cái đơn hàng nó sẽ thương mại, nó sẽ công bố, nó bước nó sẽ nhiều những cái bước mà tiến triển, nhiều nhiều bước tiến triển hơn. Đây cho ra đằng này cho xem cái khu hồ nhá. Đấy, có xem khu hồ sinh thái không? Rộng lắm. À, con đã đi câu được con nào chưa? Trời, cầu có Đã cá được cầu câu được mùa mưa rét hôm qua ngồi làm cái video với Tâm Hùng một đoạn mà run cầm cập, rét run cầm cập chưa? đấy, vẫn Lúc nhìn trời thấy tối một cái đấy, cái khu này nó ở gần nhau mà. Đây đi thẳng như đây nhìn ra ngay đường ra nhá, xong cái khu ở ngay này sinh thái, xong là ở bên kia cái nhà nhà ở bên kia nữa, có nhà bên đằng xa bên dưới này nữa đấy. Thế như cái khu nhà đấy là nhà ông chủ tịch, ông vẫn quay video đấy. Nó đằng kia kìa, nó đang hướng ở kia đấy. Đây là toàn bộ cái hồ mà rộng. à, bia bia đấy uống uống ngon không Kiến ơi? ngon, bia rượu tự nấu hết. Ông đi tiếp khách mà, ông ấy chỉ có tiếp phái đoàn khách các thứ mới lại cho khách tham quan và mới lại khách câu cá các thứ. Đây mà ông nấu hẳn nhà máy bia cơ mà, sản xuất bia mà, chỉ để mình ăn mà, để mình dự trữ mà không bán đâu. Salad À, thì ngon cả. đúng rồi Salad thì ngon thật, đúng rồi. tươi. À, xem mọi người họ những cái rau đấy là toàn tự trồng rau sạch nhất. Cái công nhận là làm cái công nghệ mùn đi, nó vi diệu cực kỳ luôn, cái công nghệ mùn vi sinh. Nghe ông ấy nói em thấy nó cực kỳ vi diệu, bởi vì nhá, không nó là mùn, cái con giun đấy là phải nuôi, phải cấy, phải cho nó tập ăn cái chất gọi là cái than nâu ấy đấy. Nó ăn như thế xong nó qua cái con giun nó mới ra được cái phân của con giun, nó là những cái đất mùn đấy, rồi thì xử lý cái gì nữa ấy, đại khái như thế, nhưng nó mới ra được thành những cái đất mùn. Và cái đất nó cải tạo được cả, nó biến đổi được cả đất, nó cải tạo được cả những cái đất cằn đấy, đất đất cát đấy đấy. Toàn Nhưng mà nó là giun chuồn quế à, hay là giun gì? đã Nó là giun chuồn quế hay là giun gì em? nó là phân chuồn quế, nó là phân chuồn quế. Nó là giun chuồn quế Và nó có cái con đúng giun đấy mình nhập mua từ California xong về mình cấy, mình tập cho nó ăn, nó ăn cái than đấy. Nó hay lắm, tập cho ăn cái Nó than giống cái... như là mình ăn đồ hữu cơ ấy đúng không? đúng Trồng rồi, thì con hoa giun đấy là quả sạch ấy, con giun đấy nó cơ sẽ ấy. ăn than đó đó. Thì bắt đầu nó mới sản sinh ra cái mùn đi mutera đó đấy, nó cứ sản sinh ra sản sinh ra, và cái mùn đấy họ mang đi họ vào những cái cát đấy và những cái đất cằn đấy, nó rất là tốt, nó chỉ có 1 đến 2% thôi, cây cối cái thứ là nó lên nó đẹp hẳn đấy. Có nghĩa là cái cây cối cái năng suất của nó gần như là gấp đôi luôn, ít nhất là 50% đấy. Và đây cây táo đây đây cây táo ở trong khuôn viên này. À, à, cây táo, táo ấy, cây táo trồng trong khuôn viên đấy, ngắn quả ấy. Đấy, Cường thấy táo ngon đấy, bên này toàn táo mà, à. Táo kiểu táo đỏ ấy. Rụng đầy gốc luôn, đúng rồi, rụng đầy gốc, mọi người nhặt bao nhiêu, rụng đầy gốc. Nhưng mà cái cây trồng ở trên nóc nhà cũng ra quả ấy nhỉ? Đúng rồi, cây trồng trên trong nhà ngon lắm, cây ngon hơn cây ở đây. Đây đây đây. Cây này to đấy, Đó. cây này là táo to à? Cây này to mà, Vâng, cái này to. cái Cái này trồng dưới đất. Táo ngon lắm anh ạ. Ngon.
Đây là trồng dưới đất. Đây anh Cường nhìn cái khu hồ nó rộng này mà khi nắng thế này anh nhìn nó rất là rõ luôn. Đấy. Rõ lắm. Đây khu nhà nấu ăn. Nhà. Đây là cái nhà gì? Đây là nấu ăn à? Đây chắc là bếp ăn hay gì đấy, nó có ở trên tầng rồi. Ngồi đây kiểu câu cá, ngồi đây gọi. Em lên. Đấy. Đáo. Thơm lắm. Bên sang đây nó có cà phê uống không? Hả? Cà phê đầy đủ chứ. À, cái khu nhà có cà phê. À. Đấy. Đây là cái hồ ghế nhá. Rồi chưa? Rồi chưa? Rộng lắm, 3.000 luôn. Hồ Hy Vọng. Đấy, công nghệ đường dây kìa. Anh nhìn xa xa nhìn thấy không? Nhìn không? Đó, nhìn thấy tay không? Đấy, một cái khu nhà sinh thái, khu đua ngựa bên kia nữa. Đấy, cái hướng đấy. Trong này rộng 3.000 mà. Khoảng hơn 150 hectare mà. Đó. Sang năm là nhiều những quá rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, công ty giờ đang mạnh lắm. Chờ ngày cổ tức thôi. Alex nó bảo rồi. Không tại là một công ty không phải một cái công ty thần thánh thần thoại nhưng mà sẽ tạo ra cái lợi nhuận thần thoại là được, đúng không? Công nghệ mới, tiềm năng mà chất xám cao thì nó phải có mang lại cái lợi nhuận nhiều thôi. Đơn giản vậy. Táo. Nhu cầu về mùn còn về phao còn nhiều hơn nhu cầu về dầu. Đó. Đấy lên đây để cho anh ấy. Nhưng mà chỉ cần trộn cái khu này, khu hồ này. Đấy, đi ra. Anh là gì cơ? Bảo là cái đất mùn ấy chỉ trộn một phần nhỏ vào cái đất bình thường thôi đúng không? 1-2% thôi ạ. Đấy, không có cái video nào bọn em được lấy. Nó hồi sinh rõ ràng luôn mà nó sống và nó ra quả được. Đấy. Nó có hai loại, loại khô và loại lọc. Mua mùn. Hả? Mua mùn cho chị. Mua mùn cho chị đi về chị trồng táo đấy à. Mua mùn giờ không biết là như thế nào, còn chưa được ra mà em chưa được ra đấy. Chưa được ra, có ai đưa ra đâu. Không biết, không ai đưa ra. Không biết là họ có tặng không hay sao. Để xem này. Mấy người dặn nó nhưng mà thường là khách được có 30 cân hành lý đã hết 29 cân rồi. Đừng chườn kém sao á. Nghe chập chờn á.